Hey hey, hello anh em, chào mấy anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Tiếp tục với Brotato. Hôm nay mình sẽ chơi nhân vật. Có thể nói là nhân vật mới, mình mới mở được trong lần trước thì phải. Đây là nhân vật tên là Saver. Nhân vật có thể có tên gọi là tiết kiệm. Nhân vật này thì sẽ được cộng 10 harvesting này, cộng 10 thu hoạch này, cộng 1% dam cho mỗi 30 tiền mà chúng ta đang có. Bắt đầu với một con lợn tiết kiệm. Và nhược điểm của con này là mỗi vũ khí chúng ta mua, mỗi item mà chúng ta mua trong cửa hàng, mua trong shop thì sẽ được cộng thêm 50% giá. Tức là lối chơi của con này sẽ là lấy tiền để đè quái. Càng nhiều tiền thì đam càng to, nên vì vậy là phải cố gắng giàu càng nhanh càng tốt. Và vũ khí lần này mình chơi thì mình chơi ná. Mà để lấy được cái ná thì bắt đầu game thì chúng ta sẽ phải chọn cái giáo này để lấy cái cơ bản của cái vũ khí thô sơ để lên được cái, có thể roll được cái ná. Ok, let's go, bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu thì đừng quên để lại cho mình một like và một sub like cho kênh nhé, ủng hộ mình những video tiếp theo. Ok, cảm ơn mọi người, let's go. Giờ thì mong nó ra ná luôn thôi, đỡ phải rô, đỡ mất tiền này. $70 lấy đam, không có ná, phải rôn rồi. Không ra ná luôn này, không ná luôn này. Tìm ná khó thế à? Mà cái ná này bắn cũng tầm gần lắm cơ. Mặc dù là đam xa nhưng mà đam là random nhưng mà bắn gần lắm. Nó chỉ được cái lúc mà đạn nó nảy lại thì xa thôi, chứ còn bắn bình thường gần lắm. Crit. Không có ná. Yếu quá, yếu quá. Này thoạt lắm rồi. Phải roll thôi, phải roll thôi. Bắt cuộc phải roll thì lấy ná rồi. Một ná này. Một ná nữa này. Rồi thế, tạm thời thế đã. Ấy, ba ná bắn sướng hơn hẳn. Nói chung là cứ ra càng nhiều ná càng tốt. Lấy đam thôi. Giờ thì cứ đam mà dã. Còn cái này thì lấy máu này này. Roll một lần đi. À, được thêm một ná nữa. Ngon. Mỗi lần roll mà cứ được một ná này thì cũng được. Đồng thế nhở. Nhà tiền đi. Đến giờ nhà tiền rồi. Ui, không nhặt kịp. Tốc bắn à. Tốc đánh đi. À, được một ná nữa này. Hên ấy, hên ấy. Ra càng nhiều ná càng tốt. Nhiều ná bắn xương hẳn. Vừa nãy chơi mấy ván mà chả ra ná quái. Khó chơi kinh khủng. Tỷ lệ ra ná khó chịu thực. Nó phải ra nhiều thì đỡ phải roll, đỡ mất tiền. Không mất tiền là đỡ tốn đam.
lấy Harvest đi. Crit à? Thì crit roll một lần đi. Ồ, hai ná luôn. Ngon. Combine vào, ok. Được đấy. Lần này roll thì đỏ. Hai ná xanh rồi. Nhặt 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 600. Lấy đam thôi chứ còn gì nữa. Ô, một ná nữa này, ngon. Ba ná xanh rồi. Ấy à, vừa ra nó sổ cho phép. Hơi đau đấy. Ủa, có đã có con trâu rồi kìa. Ồ, gần nghìn tiền rồi đấy. Mình nghĩ là nên roll để lấy đam hay cái gì đó. Đây, ba rên đam đây. Roll một phát nữa đi. Xùi quá. Lần này để không ra ná. Úi, nhiều tiền, nhiều tiền, nhiều tiền. Hơn 1.000 rồi. 1.400 rồi. Nghìn rưỡi tiền. Crit. Lấy hồi máu. Roll một lần. À, lấy cái này được, ngon này. Ồ, không gian, không gian này, này à. Được phép roll lần nữa đấy. Roll lần nữa thì lại không ra. Nãy giờ roll là hơi đen đấy nhá. Rồi không ra một cái ná là luôn mà. Rồi 2.000 tiền. Rồi một phát nữa. Ồ, rồi một phát nữa thì lời. Ra là cái nán này là lời rồi. Ok. 2.400. Quái cũng khá thưa đấy. Tở đam của mình là cũng đủ ấy. Không đến mức là yếu quá đâu. Tập trung với nhà tiền thôi. Ai à. Bị nó cứa mà phát kìa. Đau đấy. Bảy tiền. Ô, roll một lần đi. Lấy đam. Lấy một ná này. Một ná này. Ok. Lên là một ná tím rồi. 3.000 tiền. Giờ nó mà ra được một số đồ ngon nữa thì thích đấy. Phí 79 đồng không nhặt được kìa. Lấy 12 đam. Được phép roll một lần. Ôi, roll một lần trả ra cái gì cả. Bỏ đi. 4.000 tiền rồi. Cũng khá khá rồi đấy. Ui, làm gì mà xuống máu kinh thế? Rồi,
Ui, 92 tiền không nhặt được kìa. Lấy hồi máu nhỉ. Cái này tăng phạm vi đánh, tốc đánh cộng 10% cộng 20% cũng được. Rồi một lần. Rồi lần nữa đi. Zone để kiếm thêm ná nhưng mà không được. Sắp 5.000 tiền rồi. Giờ nó phải ra thêm được con lợn hay cái gì nữa cơ. Tích được thêm tiền thì ngon. Đi khéo ném mấy viên đạn ra, đừng để dính mấy cái viên đạn ấy. Crit dam. Zoom một lần nhỉ. Không ra né à? Zoom một lần nữa đi. Không ra né luôn mà không ra cái gì ngon. Tiếp tục. 6.000 tiền. Nói chung là mỗi quay sau là mình đều được tăng đam mà. Bởi vì tiền mình nhặt ra là đam mà. Nhưng mà cần ra thêm ná để nâng cái màu của ná lên cho nó mạnh hơn. Lên được khoảng 3 hay 4 cái ná tím thì khỏe luôn. Khỏe bàn. Ai à, đầu đấy, quả đầu đấy. Ui, mấy cái xiên kia to nhỉ. Ui, 82 kìa. Lấy gì đây, zone chứ còn gì nữa. Lấy đam này. Zone một lần này. Ô, không ra né nữa. Zone lần nữa này. Không ra né luôn. Cái này mua làm chậm thôi. Thề con đen không chịu được ý. Ra cái gì ngon, 7.900 tiền. Không ra được một cái gì lên hồn luôn. Ra được thêm mấy cái ná nữa có phải ngon không? Ra được thêm cái bắn nảy nữa nhỉ. Được hai lần nảy thì tuyệt vời. Đam cũng khá khá, không ấy nỗi là tệ. Ai à, lao quả đấy đau ấy. Lấy armor đi. Được thêm một ná nữa này. Được phép roll một lần. Trừ 6 HVS cộng 2 hút máu và 2 cộng HP trừ 219 này cũng không ổn lắm. Thôi bỏ đi. 9.000 tiền.
Đam cơ bản là 100 rồi đấy. 82. Ná tím lên được 100 à. Nốt coin này lên được 10.000 tiền. Lên luôn 10.000 rồi, không cần phải nốt quay. Trừ 5% mà. Không, lấy làm cái gì. Thêm một ná nữa này. Còn 3 cái này vào. Mua. Được phép roll 1 lần đấy. Bỏ đi. 12.000 tiền rồi. Nốt quay này có lên được 12.000, 13 không nhỉ? 13.000 không nhỉ? Cố gắng nhặt nhiều tiền vào. Cho lên 13.000. Chắc không được đâu. Chắc chỉ lên được 12.500 hết quay này thôi. Né hết mấy con này ra. Đi nhà tiền. Tham tiền. Cộng 10% tốc chạy. Lấy tầm đánh không nhỉ? Lấy đi. Nên lấy đấy. Tầm này tốc đánh ngon hơn hay là hút máu ngon hơn hay là đam crit ngon hơn hay là giáp ngon hơn nhỉ? Mình là mình đang muốn crit đêm đấy. Crit trên đấy. Lấy crit đi. Thêm một ná nữa này. Rồi một lần nữa này. Cái này ngon lắm này. Cái alloy này. Mua đi. Ok. 14.000 tiền. Ôi 300 đam kìa. Ui con bò nó leo. Ôi, đau thế. Ui, gần 15.000 tiền rồi. À, tốc đánh à. Rồi lấy giáp đi. Còn bay vào này, lấy được một ná nữa này. Free zone này. Một đá nữa này. Zone thử phát nữa rồi nào. Lên zone không? Bỏ đi. 17.000 tiền. Ồ, con bot vào đây. Bot ơi, vào đây bot ơi. Ồ, bot kia không vào đây à? Vào đây chiến nhau đi. Thắng nhá.
Trời ơi. Trời ơi. Thắng Danger 1. Mở khóa Danger 2. Được tặng thêm một phần mới Betting. À, cái này những lần sau thì mình mới mở phần mới này. Nói chung là chơi con này cũng sướng. Nếu như mà nó ra được nhiều ná ngay từ đầu ấy thì mình sẽ có lợi. Thì mình sẽ dồn được tiền nhiều hơn để đỡ phải roll. Ai may mắn thì ngon đấy. Ai may mắn ra nhiều ná từ đầu thì ngon đấy. Ok, vậy là mình sẽ kết thúc clip tại đây. Nếu như các bạn thấy hay hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và đừng quên ấn nút chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình. Tạm biệt mọi người. Bye bye.